sau khi ăn trưa ở trong nhà hàng này xong rồi giờ đi ra tầng bộ ngay dòng sông này. Ok, amateur quá. Let me see. People walk around here. Có mưa giống to mưa giống khoảng chừng vài phút tới là tầm sáng giờ nắng quá trời. Đường đi bộ bên dọc dòng sông này có thể đạp xe đạp đi chơi nữa. Dài tới 5 mái luôn. Dài một cái đi bộ đi điếng nổi. River Walk in Tampa.